Nay mình mời các bạn đi câu cá của mình nha. Rồi, sắp tới rồi các bạn ơi. Đây là thuộc Vĩnh Lộc A nha. Đường rạch cầu suối. Ngay gần ngã ba của đường lên lớp 62 nha. À, sắp tới rồi các bạn ơi. Đây, những chiếc dù đang đang nha. Đây, quá tuyệt vời. Đây, quá đông luôn. Trời rất nắng nóng nha các bạn. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn biết rồi đấy, nắng kinh khủng luôn. Tôi quên một cái nữa rồi. Các cần thủ đấy ngồi. Quên một cơm cho đâu kia rồi. Có khán giả đứng xem luôn. Có khán giả đứng coi luôn nha các bạn. À, cộng vào. Xe quá trời luôn. Các cầu thủ đang đội nắng chiến đấu. Nắng quá các bạn ơi. Đồ nghề ấy đủ thấy là đẳng cấp của cầu thủ rồi. Toàn đồ thứ dữ này nha các bạn. Các bạn vẫn đang ngồi gọi là tựa gối ôm cần lâu chẳng đường, cá đâu quẫy động dưới ao hồ. Mình làm đoạn thơ các bạn nghe. chế. Rồi có bạn ở đầu này, bạn chuẩn bị lên cá này nhé các bạn. Đó, bạn đang rong à, đang rong cho cá vô. Con này cũng bự đấy các bạn. Ui rồi, đâu rồi, quá đã kìa. Quẩy mạnh đấy. Lên. À, con này được 3,5 kg, 4 kg không? To đó. Đoạn này thì lên được em cá trôi bự nha các bạn. Trôi. Mấy ngày mỏ chạy hết chạy luôn. Trôi đi gan. Bự thật. Cá này thì được tính sao ta? Cá này là được cá thôi. Được cá hả? Được tính ký không? Không. Không luôn hả? Chỉ có được cá thôi, không được gì hết. Này là do bạn này câu bị lỗi nhé, để tuột cần hay gì đó. Cho nên là không được tính. Bạn câu được quá trời luôn này các bạn. 4 con. Rõ đây luôn này. Trời nhúc luôn. Nhìn liếc thấy cái phao tải thiệt con Toán siêu thiệt. Tại tiếp tục lên cái số tay đấy vất vả nhỉ? Suốt ngày không được ngồi yên. À, cứ phải bắt cá mà. Số khổ. Ta đi câu cá người ta ngồi im thế kia vui không? Khỏe không? Ông cứ loay xoay không? Đứng lên ngồi xuống. Trong lại còn căng thẳng thần kinh nữa chứ. Sợ sợ bị sảnh cá nên là thần kinh rất căng thẳng. Lên nào. Vẫn đang lướt sóng. Hết sức bình tĩnh. Lên chưa? Khả năng phải chuyển sang bên đây tác nghiệp quá. Nó bị lâu á. Lên. Không có khuyên này không thấy là. Dép gì hoa hay vậy. Mấy em khủng nữa nha các bạn. Đó. Đó.
sâu luôn. Quá bự luôn. Không có, bảy rồng anh. À bảy rồng. Ghê á. Trời ơi. Con này con bảy rồng. Ba năm 20. Năm con rồi, sáu con rồi. Sáu con. Đó trời anh em ơi. Chỗ này gần 20 ký cá nha các bạn nha. Quan tầm hơn 2 ký rưỡi đó. Rồi lại tiếp tục thêm một em nữa này nha các bạn. Nhưng mà dòng đòi nát lắm nha. Khi mình mò sang bên đấy không khả năng anh phải đi thôi để cho mình nó được. Sang bên đấy phát bên này là được. Đấy. Bắt đi để quay video cho em, mà sống con nào mà bắt không quay video là chết lên. Giờ tay run quá. Rồi sang tới em bên này. Quay phim kiểu này hơi bị to lắm. Đấy, lướt như lướt sóng kìa. Đang lướt sóng trên mặt nước. Lướt sóng trên mặt nước. Quá tuyệt vời. Tiếp tục là một em nữa nha các bạn. To lắm, to lắm. Có mà ngay từ đầu ngoài nó không lên được rồi. Ngoài nó thì to, đây không nổi mà. Từ đó rồi. Rồi đó, kìa. Ngoài. Xôi. Hai bốn năm năm đang diễn xôi. Mày phải dạy giọng lâu lâu cho để cho nó thấm chứ. Lâu lâu mới được câu bị sốc đó. Lâu vừa rồi, lâu quá. Húng cái là thấy liền á. Cắm điện rồi, cắm điện rồi. Lạng quá trời lạng luôn. Lạng quá lạng rồi. Nghĩ là hết nổi rồi. Ôi, chạy khắp xóm luôn rồi. Cắm điện rồi. Ô mãn nghe quen luôn. Rồi, giới tới vô cái chú ơi rồi. Được. Rồi, chưa, giống con 8 vừa qua. Dính lưng hay sao ấy. Dính quen. À. Từ từ bình tĩnh, cẩn thận. Sang bên này đi anh. Quay đầu lại là dết luôn. Quay đầu là bờ. Rồi, dính tè lay hết rồi. Rồi, vô rồi, tâm ơi. Ôi, cảm ơn chứ. Thế hồn. Có quen thôi. 3 ký mấy được căng. 2 ký thì căng được, con này có 2 ký mốt à. Đây. Thôi rồi. Có gì đen đen à? Có gì đen đen là con nước quá à? Anh em con nước quá à? Không có à? Không có. Rồi có cái đen đen này.